Tin giáo xứ Búng. Giáo xứ Búng chào đón đức cha Giuse đến ban bí tích thêm sức và tuyên hứa bao đồng. Vào lúc 17:30 ngày 4 tháng 8 năm 2018, tiếng chuông tưng bừng ngày đại lễ vang lên. Giáo xứ Búng hân hoan chào đón đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giáo mục giáo phận Phú Cường, đến trao ban bí tích thêm sức cho 82 em và tuyên hứa bao đồng 31 em. Đức cha Giuse nói rất ngắn gọn về trang tin mừng. Những việc xảy ra đã ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã viết cách đây 700 năm. Chúa Giêsu trong sự thúc đẩy của Thánh Thần đã trở thành con Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần ban ơn sủng mỗi người cách khác nhau trong tình yêu. Muốn đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta phải cố gắng sống cho đẹp lòng Chúa, sống với Chúa và với anh chị em. Ngày hôm nay, các em sắp lãnh nhận bí tích thêm sức là những người được sức dầu, thánh hóa, đổi mới, trở nên dễ thương trong các ứng xử, tích cực trong việc loan báo tin mừng. Các em rước lễ bao đồng trưởng thành hơn trong cách sống, bước vào đời với trang tin mừng, là môn đệ của Chúa trên bước hành trình tương lai, trong sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Sau bài giảng, cha sở Simon trình với đức cha Giuse 82 em, chịu phép thêm sức và 31 em tuyên hứa bao đồng. Hôm nay đã học giáo lý chuyên chăm trong suốt thời gian qua và xứng đáng lãnh nhận bí tích. Các em thiếu nhi và cộng đoàn đứng lên, tuyên xưng niềm tin, từ bỏ ma quỷ. Các em trong màu áo trắng, nữ cài nơ trắng trên đầu, nam thắt cà vạt đỏ, mắt sáng tinh khôi, sắp thành hai hàng tiến lên. Đức cha Giuse dâng lời nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự đến trên các em. Đức cha sức dầu thánh, ghi hình thánh giá trên trán. Các em tuyên hứa bao đồng, nữ mặc áo dài trắng, nam cài hoa trước ngực màu đỏ, quỳ trước cung thánh tuyên hứa và đón nhận sách phúc âm từ tay đức cha Giuse trong niềm hân hoan. Sau phần hiệp lễ, vị đại diện phụ huynh cảm ơn đức cha Giuse, cha sở Simon và quý cha cùng dâng lên bó hoa tươi thắm tỏ lòng biết ơn, cùng cảm ơn quý cha phó, quý sơ, các anh chị giáo lý viên, quý phụ huynh, thân nhân, ân nhân cộng tác trong việc giảng dạy giáo dục các em. Cảm ơn các ban ngành trong giáo xứ đã góp phần cho buổi lễ hôm nay trang trọng và tốt đẹp. Đức cha Giuse rất vui khi nhìn thấy giáo xứ Búng trụ phú, sôi nổi trong các hoạt động. Đức cha thường đến với xứ Búng và trở nên thân thuộc, gần gũi với bà con giáo dân Búng trong tình Chúa, tình người.